Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa Giêsu chỉ định 72 môn đệ khác và sai các ông cứ từng hai người một đi trước vào tất cả các thành, các nơi mà chính Người sẽ đến. Người bảo các ông: lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít, vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Anh em hãy ra đi, này thầy sai anh em đi như chiên con vào giữa bầy sói. Đừng mang theo túi tiền, bao bì, giày dép, cũng đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói: bình an cho nhà này. Nếu ở đó có ai đáng hưởng bình an, thì bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy. Bằng không, thì bình an đó sẽ trở lại với anh em. Hãy ở lại nhà ấy, và người ta cho ăn thức gì, thì anh em dùng thức đó, vì làm thợ thì đáng được trả công. Đừng đi hết nhà nọ đến nhà kia, vào bất cứ thành nào mà được người ta tiếp đón, thì cứ ăn những gì người ta dọn cho anh em. Hãy chữa những người đau yếu trong thành, và nói với họ: triều đại Thiên Chúa đã đến gần các ông. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Suy niệm. Hôm nay cùng với toàn thể hội thánh, chúng ta long trọng mừng lễ kính Thánh Luca, tác giả sách Tin mừng. Thánh nhân là môn đệ thân tín của Thánh Phaolô và cũng là thầy thuốc được nhiều người tín nhiệm. Chính Ngài là người chăm sóc sức khỏe cho Thánh Phaolô. Ngài đã chịu tử đạo năm 84 tuổi. Bài tin mừng hôm nay, Thánh Luca thuật lại việc Chúa sai 72 môn đệ ra đi thực tập công việc truyền giáo. Ngài sai cứ từng hai người một đi trước vào các làng, các thành là nơi mà chính Chúa sẽ đến. Ngài nói: lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít, vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Theo lẽ tự nhiên, lúa chín thì chủ ruộng phải tự lo liệu hoặc sai người đi gặt chứ. Tại sao lại phải xin chủ sai thợ rồi mới đi gặt? Ruộng lúa bình thường thì như vậy, nhưng ở đây chủ ruộng là Thiên Chúa. Lúa chín là các linh hồn không người dạy dỗ, hướng dẫn, chăn dắt. Cần phải có những tay thợ lành nghề, những người được huấn luyện và sai đi rao giảng tin mừng là các linh mục, các nam nữ tu sĩ, để thu hoạch lúa là các linh hồn về cho Chúa. Chính vì thế, Chúa mới nói, phải xin chủ ruộng, sai đi để làm theo ý chủ và làm công việc của chủ, chứ không tự ý ra đi. Nếu không được huấn luyện và được sai đi, ắt người gặt sẽ làm theo ý họ và sẽ thu về cho họ chứ không phải cho Chúa. Thế giới hôm nay vẫn còn thiếu hụt linh mục một cách trầm trọng. Cũng có những nơi có khá đông linh mục, nhưng để kiếm được một linh mục thực sự như lòng Chúa mong ước, dám xông pha, xả thân phục vụ Chúa, hy sinh cho đoàn chiên trong cánh đồng truyền giáo thì quả là còn quá hiếm hoi. Chính vì vậy mà Chúa bảo chúng ta hãy xin chủ mùa gặt, sai thợ lành nghề đến để tìm lợi ích cho chiên, chứ không cho mình và phục vụ vì Chúa chứ không vì mình. Ước gì mỗi chúng ta hãy đóng góp sức lực của mình vào việc truyền giáo, bằng lời cầu nguyện để có thêm nhiều linh mục phục vụ Chúa trong cánh đồng truyền giáo của hội thánh, như Thánh Luca đã nêu gương cho chúng ta. Amen.